Có nhiều khách hàng hỏi mình là giữa chiếc máy tính để bàn và laptop thì loại nào sẽ bền hơn, loại nào sẽ mạnh hơn. Thực ra thì tùy thuộc vào cái nhu cầu của mình thôi mọi người. Những anh em nào mà hay di chuyển làm việc văn phòng mà có tính cơ động thì chúng ta mua chiếc laptop thì nó rất là thuận tiện. Còn với nhu cầu chúng ta chỉ ngồi một chỗ làm việc, ví dụ như là kế toán nè, hay là cài những phần mềm bán hàng online, hoặc là những cái bộ phận mà back office á, thì chúng ta cần một chiếc máy ổn định làm việc ở một chỗ thôi, không phải di chuyển tới lui. Thì chiếc máy bàn là một cái sự lựa chọn có thể nói rất là hợp lý. Trong cái trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi trải nghiệm chi tiết một chiếc Dell OptiLED 3070 SFF. Đây là chiếc máy được các kỹ sư thiết kế rất là nhỏ gọn mọi người, nhưng mà cấu hình cũng được trang bị mạnh mẽ để xài văn phòng. Ngoài ra thì với dòng máy này chúng ta có thể nâng cấp theo cái nhu cầu, ví dụ xài đồ họa hay là thay thế cũng rất là dễ dàng. Bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm chi tiết chiếc Dell OptiLED 3070 SFF này nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell OptiLED nè, 3070 nè mọi người. Nói về dòng Dell máy tính để bàn này thì hãng Dell thiết kế ba kích cỡ nha mọi người. Đây là cái dòng mà dòng trung, nó có cái dòng micro, nó như cái cục wifi của mình đó mọi người. Tuy nhiên là dòng wifi thì chúng ta xài văn phòng bình thường thôi, chúng ta không có gắn cạc đồ họa được. Còn RAM ổ cứng SD hay là ổ cứng lưu trữ chúng ta nâng cấp thoải mái nha. Còn với dòng SFF này thì nó là dòng trung, chữ SFF viết tắt của chữ Small Form Factor mọi người. Mọi người có thể lên mạng chúng ta gõ chữ SFF. Đây là dòng OptiLED 3070. Thì nó còn một cái dòng to nữa mà chúng ta thường hay mà đi các đến các công ty máy tính chúng ta lắp ráp đó. Thì nó gọi là dòng Tower, nghĩa là nó sẽ bự hơn, nó bự hơn. Thì thực ra thì nhiều người hỏi là hiện nay thì các dòng Tower như vậy có ai xài không? Cũng có nha mọi người. Những anh em nào mà làm bên đồ họa chuyên dụng cần build, nghĩa là cần set một cái máy cấu hình theo như ý muốn của mình thì chúng ta mua một cái máy nhiều khi cả 100 triệu. Còn với những dòng máy như thế này thì nó được cái hãng build sẵn. Thì mình cứ hiểu nôm na đây là những dòng máy mà được các kỹ sư của hãng, ví dụ như là Dell, HP, Asus, Acer đã build ra như thế này thì hiệu năng tính bền bỉ nó ổn định rất là nhiều mọi người. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm thực tế nha. Chiếc máy này thì cái dòng mà 3070 này hiện tại thì mình có hai cấu hình mọi người. Mình có hai cấu hình, là đây là cái cấu hình Core i5 nè. Còn bên đây là cấu hình Core i7. Thì tại sao mà nhiều người thắc mắc là giữa một chiếc máy tính để bàn và một chiếc laptop á, thì thường chúng ta thấy là máy bàn nó sẽ xài bền hơn, nó nhanh hơn, nó ổn định hơn. Thay vì laptop thì chúng ta thấy hiệu năng của nó thấp hơn rất là nhiều. Nếu mà so về một chiếc máy mà cùng cấu hình, cùng một năm sản xuất thì máy tính để bàn như thế này thì hiệu năng của nó chạy khoảng cao hơn khoảng 30-40% nha mọi người. Rất là cao đó. Và mọi người để ý là tại sao mà cao. Mọi người thử nhìn khi mà chúng ta gõ cái từ khóa, ví dụ như chúng ta cần nhấn Windows R nè, thì chúng ta gõ DAG, nó sẽ ra cái thông số kỹ thuật. Ví dụ đây là cái dòng Dell OptiLED là 3070 nè. Mình quay sát lại xíu cho mọi người dễ nhìn nha. Đây. Thì chúng ta thấy là cái xung nghiệp của nó lên tới tận 3.2 lận. Thường thì laptop của chúng ta thì xung nghiệp của nó tầm khoảng 1 chấm cho đến 2 chấm là đã quá cao rồi. Thường 1 chấm rưỡi, 1 chấm 6, 1 chấm 8 luôn mọi người. Trong đó máy bàn xung nghiệp của nó toàn là trên 3 chấm không à. Đó là lý do mà cái tốc độ CPU của chiếc máy bàn nó chạy nhanh hơn. Đây là chiếc máy được trang bị cái con chip Core i7 8700. RAM là 16 GB, ổ cứng SD là 512. Màn hình thì chúng ta lựa chọn, một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người build một cái máy bàn. Mình quay xa lại một xíu nha mọi người. Ok. Thì ở trên màn hình thì mình có để hai cái cấu hình con i5 thì nó là Core i5 9500.
RAM cũng 16 SD512 là chiếc này nè, thì nó là 6,4 triệu. Còn cái con chiếc Coi 7 này thì nó sẽ là 7,2 triệu nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chi tiết cái chiếc máy này. Trước khi mà chạy chi tiết thì mình thử mình sẽ mở những cái ứng dụng văn phòng. Chiếc máy này nó có rất là nhiều ưu điểm. Mình thử mình mở một cái bài nhạc nha mọi người. Xử lý rất là nhanh nhạy. Thì cái máy này thì đã gắn cái cạc wifi vào nè. Còn cái dòng mà nãy như mình nói là có như cái cục wifi thì nó sẽ tích hợp luôn wifi bluetooth sẵn rồi. Còn với cái dòng này thì nó không có wifi sẵn nha mọi người. Chúng ta phải tự trang bị thêm. Cái wifi này thì mình mua 100 mấy nghìn á, để khỏi phải cắm dây đồ, nó rất là bất tiện. Đây là dòng máy mà hiện nay được các doanh nghiệp, các siêu thị, các trung tâm Anh ngữ hay là các anh chị mà bán hàng online mua xài rất là nhiều. Đặc biệt là có chữ đeo thì nó rất là bền. Thì mình mở âm thanh lên để mọi người trải nghiệm. Đây là dòng máy mà nó có tích hợp đầy đủ hết rồi. Chúng ta mua về chúng ta chỉ cần mua bàn phím nè, chuột nè, lót chuột và cái màn hình là chúng ta xài. Đó, rất là tiện, xử lý rất là nhanh. Bây giờ mình thử mình chạy một cái phần mềm giả lập về đồ họa luôn cho mọi người trải nghiệm. Đây là phần mềm Cinebench nè mọi người. Mình trải nghiệm cái phần mềm này luôn. Sau khi mà trải nghiệm thì một tí nữa mình sẽ tháo ra bên trong chi tiết cho mọi người xem. Bây giờ chúng ta sẽ test cái chỉ số cạc màn hình là chỉ số FPS. Thực ra thì với cái con máy này thì chỉ số FPS nó chúng ta chơi được Liên Minh, Liên Quân, Võ Lâm, Truyền Kỳ, Đột Kích hay là xài đồ họa Photoshop, Corel, Illustrator là vô tư nha mọi người. Còn nếu mà chúng ta muốn xài mạnh hơn nữa thì chúng ta nên gắn cái cạc đồ họa rời. Thì ở đây mình có chuẩn bị một cái cạc đồ họa rời đây nè. Đây là cái cạc nó cũng khá là nhỏ, nó dành cho những cái dòng mà SFF như là dòng máy bàn mà dạng trung á. Tại vì nãy như mình nói là máy bàn nó có 3 cái form, form nhỏ như cục wifi. Form này là form dạng trung gọi là SFF, còn cái dạng lớn là dạng tower. Tower thì nó cao hơn một tí mọi người, nó bự ra như thế này nè. Nó bự như vậy nè. Thì mình có chuẩn bị cái cạc nè. Nếu mà mình muốn xài đồ họa thì mình cũng bán cho rất là nhiều anh em bên kỹ thuật. Mua cái cạc này 1 triệu đồng mọi người. Có tốc độ 2GB thôi nhưng mà xài AutoCAD, Revit, SketchUp, đồ Inventor, Mastercam là vô tư. Còn nếu mà ai chơi game thì chúng ta mua cạc GT. Cạc GT nha mọi người, còn xài bên kỹ thuật thì mình xài Quadro. Vừa rẻ mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình thôi. Thực ra chỉ số FPS con này thì mình không đánh giá cao đâu, nó cũng tầm khoảng 60 thôi. Nó tầm khoảng 60 thôi mọi người, đúng chính xác như vậy luôn nè, 52.85. Những chỉ số mà để chúng ta chơi game mượt ở thị trường hiện nay là 40, 80, 120, 240 thì cái FPS mà nó càng cao thì chúng ta chơi game càng mượt. Vì đây là chiếc máy mà nó không có cạc rời, nó chạy cạc đồ họa tích hợp. Bây giờ mình test cái con CPU nè mọi người. Con CPU này là 12 luồng. Tục bô boost up to nó lên tới mình xem cái thông số nha mọi người. Tới tận 4.6 nè, 46 GB 16 SD 512 rồi. Ok. Mình cho nó chạy cái con CPU đã. Với những chiếc bộ máy bàn thì mình bán nó cũng khoảng 5 triệu hơn đó mọi người. Cái cục CPU không là nó khoảng 4 triệu. Sẵn đây mình cũng nói luôn. Trước đây mình cũng nhập những cái màn hình đeo cũ về rất là nhiều. Mình về mình cũng cộng có 200 nghìn thôi. Nhưng mà sau khi mình bán cho các doanh nghiệp bán 10 bộ, 20 bộ thì nó hết bảo hành cái nó hư. Mình cũng rất là khó nói chuyện với khách hàng. Mà nó cũng đã 1,5 triệu, 1,6 triệu một cái màn hình đeo rồi. Nên là sau này mình không có làm màn hình cũ nữa mà mình mua luôn cái màn hình VSP nè mọi người. VSP là một cái thương hiệu của Việt Nam, cũng tồn tại mấy mươi năm rồi, bảo hành tới tận 3-6 tháng mà nó mỏng nhẹ như thế này nè. Nó có 1,5 triệu, 1,6 triệu thôi. Còn bàn phím nè, chuột nè, lót chuột nè, với lại USB Wi-Fi thì nó tầm khoảng 400 nghìn. 400 nghìn cái màn hình là 2 triệu, 2 triệu thì cộng cái này vô nữa thì nó tầm khoảng 8 triệu mình có bộ máy bàn này rất là ngon rồi. Mình xem cái chỉ số CP nha mọi người. Nghĩa là chúng ta cứ hình dung cái máy mà ở thị trường bán thì nó là chỉ là các con CPU thôi, với những dòng máy bộ để bàn như thế này. Còn bàn phím nè,
bàn phím nè, chuột nè, lót chuột nè, USB Wi-Fi nè, tất tần tật hết luôn, màn hình luôn thì nó tầm khoảng 2 triệu đồng. Mình mua hàng mới mình xài với mắt khi mình mua hàng cũ mọi người. Tại vì những cái màn hình mà đời cũ á thì cái đèn hình nó cũng tối rồi. Cái đèn hình nó cũng tối mọi người. Hồi nãy mình lỡ mình bấm cái FPS, mình bấm cái CPU thì mới đúng. CPU nha mọi người. Thì với 12 luôn mình thấy mấy bàn nó chạy khá là nhanh. Khá là nhanh mọi người. Mua chiếc máy này thì chúng ta xử lý văn phòng rất là mượt. Màn hình to, xử lý nhanh. Thực ra nếu mà nó có hư thì nó hư bàn phím à. Mấy dòng máy này nó bền lắm, chúng ta xử lý văn phòng rất là nhanh nhạy. Nó tích hợp đầy đủ hết rồi, chúng ta thấy không? Rất là thoải mái. Chúng ta xài tầm 6 triệu mà chúng ta mua cái con CPU này là thì rất là ok. Dòng này là dòng Line New sách tay ở Mỹ về mọi người. Dell OptiLED 3070, tại vì mình bán máy bàn cho rất là nhiều khách hàng. Bữa nay mình sẽ đi trải nghiệm chi tiết luôn. Chúng ta thấy không, chỉ số CB tầm khoảng 700 nè, rất là nhanh. Bây giờ mình thử mình khởi động lại vài lần cho mọi người xem. Con máy này thì đời nó đời cao rồi. Thế hệ thứ 8 và thế hệ thứ 9 thì nó cũng sản xuất khoảng năm 2020-2021 mọi người. Cho nên là chúng ta xài cũng được, ít nhất thì nếu mà xài máy này thì chúng ta xài 7-8 năm là bình thường. Ở cường độ cao á, mình khởi động lại, trong cái lúc mà khởi động thì chúng ta nhìn sơ qua chiếc máy này. Ở trước thì có 4 cổng USB nè. Đây là nút nguồn của nó nè mọi người. Phía sau lưng thì có đầy đủ những cổng kết nối. Máy được trang bị Windows bản quyền. Máy được Windows bản quyền nè mọi người. Cổng Vega, HDMI, DisplayPort. Ở sau nó còn thêm 4 cổng USB 3.0 nữa. Cổng mạng LAN nè. Thay vì chúng ta cắm mạng dây nó lòng thòng thì chúng ta có thể chúng ta mua cái USB này nè. Mua USB nè mọi người. Nó 100.000 hơn á. Rồi cổng ghi nguồn nè. Bây giờ mình tháo ra luôn để cho mọi người thấy cái bên trong của nó. Thì chúng ta thấy là bên trong của chiếc Dell OptiLED này mọi người, 3070. Đây là cái quạt và bên dưới là cái CPU. Bên dưới là CPU, còn đây là cái nguồn. Cái nguồn của nó là mọi người, nó có đầy đủ thông số nữa hết. Cái lo nó nằm đây nè, cho nên chúng ta thấy là có cái lo đó, có âm thanh. Ở đây để chúng ta gắn cái ổ cứng 2.5 3.5 á mọi người, 3.5. Bây giờ mình tháo ra luôn nè. Dòng máy này của hãng Build thì nói chung là chất lượng rất là ok. Bên dưới nó có USB nè. Có SSD, SSD 512 nè mọi người, rất là nhỏ gọn. Và nó có hai khe RAM. Nó có hai khe RAM, chúng ta có thể chúng ta nâng cấp lên. Tuy nhiên 16GB thì chúng ta xài văn phòng thì rất là ổn áp rồi. Mình nhắc lại là đây là cái phiên bản Core i5-9500, còn bên đây là Core i7-8700. Một chiếc thì 6.4 triệu, một chiếc thì 7.2 triệu nha mọi người. Còn như mình nãy nói là màn hình nè, bàn phím nè, chuột nè, lót chuột các kiểu đó thì nó tầm khoảng 2 triệu. Thì coi như là đây là một cái bộ máy mới 100% rồi. Mình có thể mình sẽ hỗ trợ, mình bảo hành cho mọi người 12 tháng. Như một chiếc máy chính hãng mọi người, mua là rẻ hơn rất là nhiều so với chúng ta mua các trung tâm ở ngoài. Mong là chúng ta có thêm thông tin và mình mua một chiếc máy cho nó phù hợp. Đây là dòng Dell OptiLED 3070 SFF nha. Bạn nào mà cần hỗ trợ thì comment hoặc là đặt những câu hỏi gì bên dưới mình hỗ trợ cho. Còn gấp thì gọi vào số hotline mình hỗ trợ cho mọi người. Hẹn mọi người ở những cái trải nghiệm tiếp theo. Mọi người nhớ là đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là like, đăng ký kênh, bấm luôn vào cái nút chuông á, để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Hẹn mọi người ở những cái trải nghiệm tiếp theo.